Ừ, cái gì đây? Chị làm kẹo sô-cô-la Valentino đi hả? Được nha, let's go. Đó giờ mình cứ tưởng làm sô-cô-la là khó lắm, nhưng mà hơi hỏng mình vô tình coi được cái kênh của bạn Nino Home. Cái cách này làm sô-cô-la là hơi bị dễ, mà nguyên liệu thì cực kỳ dễ tìm. Đầu tiên các bạn hãy đi tìm sữa của người đàn ông duy nhất có sữa. Tôi nói vậy là mấy bà biết ở đâu rồi ha. Rồi thì chúng ta sẽ đun nóng cho nó sôi tăm thôi, đừng có sôi dữ quá nó sẽ khét, sữa rất là nhanh khét. Chúng ta sẽ dùng bột cacao và chia làm 3 lần hoặc là 2 lần thì các bạn rây vào và các bạn bắt đầu khuấy. Khuấy đến khi nào cái phần sô cô la của chúng ta nó quện và nó đặc lại là được ha. Bây giờ thì rất là dễ thôi. Các bạn hãy dùng màng bọc thực phẩm bỏ ra ngoài một cái tô hoặc là một cái khuôn ở cái nhà mấy bà có cái gì đó, các bạn thích cái gì đó các bạn trải ra cho tôi. Rồi chúng ta sẽ cho cái phần sô-cô-la của chúng ta vào, tán vàng mỏng nó ra. Sau đó các bạn gói nó lại và bắt đầu chúng ta sẽ bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng. Bà nào mà ngủ quên thì bỏ 4-5 tiếng cũng không sao đâu, tôi nghĩ là vậy đó. Sau 2-3 tiếng thì móc đầu em nó ra thì chúng ta sẽ bắt đầu chia ha. Các bạn có thể chia hình vuông như mình, hình chữ nhật, hình tròn, siêu ngân gao, người nhện gì đó đó. Mấy bà muốn chia gì đó mấy bà chia. Rồi nè, nó nghe nè, cái đoạn này mà ai mà xiên á thì vo viên, còn nếu mà không xiên á thì có thể túm túm hoặc là nặng nặng nó hơi vuông vuông như thế là được rồi ha. Rồi anh chị em nào mà có cờ rớt á thì đi mua cái hộp ha, bỏ tụi nhỏ vô, rồi rắc thêm một xíu bột cacao nữa, rồi viết vô I love you bật bật gì đó tì ha, tặng cờ rớt đổ liền. Nói chơi vậy thôi nha. Mà thật sự thì mấy chị em biết cái ý nghĩa của ngày Valentine là ngày gì không? Đó chính là ngày mà ai có thai thì mới có quà, còn không có thai thì đừng có mơ mộng nha. Nghe không, người ta Valentine thai mới có quà, chứ mày bảo không có thai mà đòi quà cái gì ở đây. Đùa một tí cho vui vậy thôi. Chúc anh chị em một ngày Valentine thật là vui nha. Còn tôi không có crush cho nên tôi quất luôn khỏi cần hộp nha quý vị. Mình thấy cái này nó không có khác gì nhiều so với người ta bán hết, ngoại trừ một việc là nó hơi nhẫn nhẹ nhiều hơn nha. Mấy bạn thử thực hiện xem như thế nào. Hi hi, chào tạm biệt cả nhà đây nha. Đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nè. Bye bye, hẹn gặp lại nha.